Rạng sáng nay, trong cuộc tiếp đón PSG trên sân nhà Old Trafford, Manchester United chỉ cũng cần ít nhất một điểm trước đại diện nước Pháp là sẽ đoạt vé vào vòng 16 đội. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng cuối cùng thì quỷ đỏ nước Anh cũng không thể nào có được điều mình muốn. Sau 90 phút tại Old Trafford, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer thất bại chung cuộc 1-3. Cú đúp bàn thắng của Neymar, pha lập công của Marquinhos đã giúp nhà vô địch Lyon nhấn chìm quỷ đỏ ngay tại nhà hát của những giấc mơ. Sau lượt trận thứ 5, Man United có 9 điểm bằng PSG và Leipzig, nhưng đứng đầu bảng do có hơn hiệu số bàn thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp với hai đối thủ này. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 9 tháng 12, United sẽ gặp Rasenborn Leipzig trên sân khách, trong khi PSG sẽ tiếp đón Barca Sevilla tại công viên các hoàng tử. Nếu thắng được đại diện của nước Đức, Man United sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại. Còn nếu như hòa, United cũng sẽ đi tiếp bất kể kết quả trận đấu còn lại. Khi đó, quỷ đỏ sẽ bằng điểm với Leipzig cùng 10 điểm, nhưng trội hơn thành tích đối đầu khi thắng đối thủ 5-0 trong trận lượt đi. Ở trường hợp cuối cùng là để thua Leipzig, đội chủ sân Old Trafford sẽ bị loại bất kể kết quả của trận đấu còn lại, ngay cả trong trường hợp PSG để thua Barca Sevilla, bởi khi đó United bằng điểm đối thủ nhưng kém về hiệu số bàn thắng khi đối đầu trực tiếp. Man United thắng 2-1 ở lượt đi nhưng để thua 1-3 ở lượt về. Dù để thua trong lượt đấu sáng nay, nhưng Man United vẫn còn nắm quyền tự quyết trong tay của mình. Dẫu vậy, làm khách ở nước Đức và trước một đối thủ không hề dễ chơi như Leipzig thì không có bất kỳ sự yên tâm nào cho các cổ động viên quỷ đỏ. Phát biểu ngay sau trận đấu với PSG, Solskjaer cho biết ông hoàn toàn hài lòng về lối chơi của toàn đội. Đây là một trận đấu hay và xứng đáng để các cổ động viên thưởng thức. Nếu dứt điểm chính xác hơn, chúng tôi đã có thể kết liễu đối thủ. Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, trong những trận đấu như thế này, sự khác biệt đến với sự hiệu quả. Và dĩ nhiên, khi nhắc về những pha bóng bỏ lỡ của Man United ở trận đấu này, các cổ động viên không thể nào nguôi cơn thịnh nộ với Anthony Martial. Trong trận đấu với PSG, Martial thi đấu ở hành lang cánh trái, trong bộ ba Martial, Bruno Fernandes, Rashford hỗ trợ cho mũi nhọn Cavani. Suốt cả hiệp 1, Martial chẳng khác nào tàn hình trên sân. Cựu tiền đạo của Monaco chơi cực kỳ thiếu đột biến, vật vờ và dễ dàng bị các hậu vệ của PSG hóa giải. Nếu như Fred mất kiểm soát cảm xúc thì Martial lại vô duyên đến lạ lùng trước khung thành của PSG. Có ít nhất hai tình huống vô cùng ngon ăn bị tiền đạo người Pháp bỏ lỡ trong sự nuối tiếc của hàng triệu Manu Sainz. Đầu tiên là pha dứt điểm lên trời trong tình huống mà Rashford đã có pha dẫn bóng rồi sau đó dọn cổ xuất sắc. Bình luận về pha bóng này, huyền thoại Boscos chia sẻ với BT Sport sau khi kết thúc trận đấu: Man United đã phải trả giá những cơ hội mà họ bỏ lỡ. Cơ hội mà Martial là đáng tiếc nhất trong số đó. Cậu ấy chỉ cần sút vào bất cứ vị trí nào trong khung thành đều sẽ có bàn thắng. Phát biểu này như xét thêm muối vào nỗi đau của các cổ động viên khi chỉ khẳng định thêm một điều: pha bóng này dễ lên bàn như thế nào. Chỉ ít phút sau, pha dứt điểm từ Edinson Cavani bóng đến chân Martial và một lần nữa tiền đạo 24 tuổi không thể tận dụng thành công khi dứt điểm trúng hậu vệ PSG dù khung thành đã rộng mở. Nếu như tiền đạo sinh năm 95 chăm chút hơn trong từng pha dứt điểm, Man United đã có thể giành lấy 3 điểm thay vì trắng tay trước PSG. Nếu Fred bị chỉ trích vì tấm thẻ đỏ vô duyên của mình, thế nhưng tình thế sẽ rất khác cho United nếu như Martial không thể hiện sự vô duyên đến khó tin trước cầu môn đối phương. Vì lợi thế dẫn bàn trước khi Fred nhận thẻ đỏ sẽ giúp cho đoàn quân của Solskjaer có được một thế trận dễ thở hơn thay vì bị dẫn bàn sau khi chơi thiếu người. Việc cho suất này thi đấu hời hợt đã khiến quỷ đỏ phải trả một cái giá quá đắt, đó là một trận thua. Tuy nhiên, không thể trút bỏ mọi lý do thất bại của Man United lên đầu Martial. Song, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội làm quỷ đỏ chỉ còn biết nhìn PSG mang 3 điểm rời khỏi nước Anh. Chơi tệ là vậy, nhưng mãi tận phút 79, anh mới bị rút ra khỏi sân. Rõ ràng, huấn luyện viên người Na Uy đang đặt niềm tin mù quáng cho Martial và cái kết mà ông nhận lại thực sự đau đớn. Phong độ phập phù của Martial trong suốt những năm gần đây, đặc biệt là mùa giải này, là điều mà các Manu Sainz muốn tống cổ đi ngay lập tức. Lối chơi phòng ngự phản công của Ole thường xuyên bị những pha xử lý của Martial làm chậm lại, khả năng làm bàn thì bị giảm sút, thường xuyên bỏ lỡ cơ hội và phong độ không ổn định ngày càng dài. Thống kê ở Premier League mùa này, tiền đạo sinh năm 95 không đóng góp bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào. Những con số kém cỏi và thất vọng khi biết rằng Martial luôn nhận được rất lớn sự tin tưởng từ Ole, và điều đó khiến cho các fan không thể nào hiểu được. Cầu thủ người Pháp cập bến sân Old Trafford từ Monaco vào năm 2015 dưới triều đại của Louis van Gaal. Ở thời điểm đó, Anthony Martial được giới chuyên môn đánh giá là tương lai của Man United với rất nhiều tố chất triển vọng. Anh còn được nhiều người đặt cho mình biệt danh là Henry đệ nhị. Nhưng sau ngần ấy năm thi đấu tại nước Anh, Martial có dấu hiệu đứng yên tại chỗ, thậm chí là thụt lùi so với chính mình. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với Marcus Rashford, người đang từng bước trở thành thủ lĩnh ở hàng công quỷ đỏ. Martial trình diễn một lối đá nhạt nhòa, thiếu tốc độ và đặc biệt là thiếu khát khao chiến đấu, dù đã được rất nhiều lần trao cơ hội thể hiện. Và người ta dễ dàng nhận thấy rằng chỉ cần không chấn thương, Martial sẽ được tin dùng ra sân thi đấu.
với những fan đã bỏ thời gian để thức đêm qua theo dõi trận đấu. Có lẽ ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc nuối trận thua này. Đội bóng nước Anh đã phải nhận thất bại 1-3 dưới tay của PSG, song thực tế họ đã không chơi quá tồi và đáng lẽ có thể đút túi một kết quả khả quan hơn. Đã đến lúc đội bóng thành Manchester cần nghiêm túc nhìn lại sự phát triển của Anthony Martial, đặc biệt là khao khát của anh, nhằm đưa ra một quyết sách đúng đắn hơn cho tương lai. Ngay cả Ole Gunnar Solskjaer cũng cần mạnh tay gạt bỏ Martial khỏi đội hình chính. Tiền đạo này cần phải chấn chỉnh lại phong độ càng nhanh càng tốt, nếu không muốn bị bật bại khỏi Old Trafford. Dĩ nhiên, sự thay đổi này chỉ nhằm giúp mang lại sự đổi mới, mang lại thành công cho Quỷ Đỏ và chiến lược gia người Na Uy giữ vững được chiếc ghế của ông.